Trong quá trình làm nhiệm vụ, Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ hai đối tượng về hành vi vận chuyển động vật nguy cấp, quý hiếm, thu giữ 3 cá thể TT. Trước đó, tối thứ Sáu tuần trước, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên quốc lộ 1A, địa phận xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, Tổ công tác Trạm Cảnh sát Giao thông Diễn Châu, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Nghệ An phát hiện hai đối tượng Nguyễn Sĩ Tiếp và Trần Trung, cùng trú tại xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, điều khiển xe mô tô đang có hành vi vận chuyển trái phép 3 cá thể TT được cất giấu trong ba lô. Tại cơ quan công an, Tiếp và Trung khai nhận số TT nói trên được mua từ nước ngoài, trên đường vận chuyển đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.